Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em về được một con Emily Shepherd, dòng hyen cực kỳ nổi tiếng nha quý vị. Thì con này về tình trạng là đẹp như mới ha. Con này thì giống dạng như chưa xài vậy quý vị nha. Con này thì nói chung là nó là chưa xài đi ha. Những cái chỗ cắm lo nè quý vị, những cái miếng nhựa mà để chặn cái chỗ cắm lo nè, nó còn đầy đủ hết nè ha. Đầy đủ hết. Cái này là còn đủ luôn nè, em mới rút ra là nó rớt ra nè ha. Mới rút ra thử nè. Công suất nó lên đến 200W luôn nha, về điện 230V. Những dòng này thì nó rất khỏe quý vị. Made in England ha, sản xuất tại Anh Quốc. Những con này thì thật sự là hàng rất là hiếm luôn quý vị. Rất ít xuất hiện ha. Tản nhiệt hai bên vỏ đây. Và quý vị Shepherd 6VS, con này là 6VS nha. Shepherd 6VS, quý vị xem nào quý vị ha. Đẹp nè. Hầu như là không tì vết luôn quý vị. Ngay cả trên cái nắp của nó quý vị xem cái nước sơn của nó. Trắng mới tinh luôn quý vị. Con này còn cái mùi thơm của mới. Hầu như giống như nó chưa xài, quý vị xem đi cái giắt tín hiệu nè. Vàng éo luôn. Vàng éo luôn ha. Đây. Cực kỳ đẹp quý vị, vàng éo luôn. Thì những con này thì thiếu thùng xốp thôi quý vị, hàng ship eBay về. Đấy, cho nên quý vị không phải nghĩ về cái chất lượng của nó đâu. Đây, như mới thôi ha. Như mới thôi, không có gì hết. Sáu VS ha. Đây quý vị ghép với những đôi Bender Hairbird hay những đôi tăng nôi cho cái chất tiếng cực kỳ trung thực nha. Những dòng Anh Quốc đặc thù. Và dây nguồn zin nha quý vị. Dây nguồn này là trong nó có cầu chì trong đây luôn này nha. Trong đây nó có cầu chì luôn nè. Cái này là chưa nhổ luôn nè quý vị ha. Để xem nè, hầu như là nó chưa xài cái dây này luôn. Đây. Xịn sò. Hàng ship hay bay về. Và đây là cái remote drill ha, em chưa khui ra luôn à. Cái remote drill của con Ami này ha, Shepherd remote drill luôn. Đấy. Đây em chỉ quay giá hàng cho quý vị xem ha. Em sẽ có cái clip test với loa riêng. Đây. Này thì nó xài giấc bắp chuối nha quý vị, bắp chuối. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Và mức giá để sở hữu con Emily này là 9,8 triệu nha quý vị. 9,8 triệu. Em bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.